lại nè, chia nhau nè nha, mỗi bạn sẽ có một ít con vật nè để chúng ta dẫn các con vật đi chơi nè. À vậy hả, thôi nuôi nó đi đừng nướng nó tội nghiệp nó. Nhưng mà con nó bụng quá. À vậy hả, con đói bụng mình ăn bánh thôi, mình đừng có ăn con vật. Rồi bây giờ mình dẫn mấy con vật đi cắm trại nha, rồi mình đi thôi, mình đi kiếm nè. Thôi dọc đường mình đi mình thấy có hoa, các bạn thấy không? Ở đây cũng được. Wow, có cây bắp kìa các bạn ơi. Wow, đây có một cái thảm xanh nè các bạn ơi. Xách con vật lên nè, cắm trại. Các bạn nhỏ xách con vật lên nè các bạn ơi. Đó, đi cắm trại nè cả nhà. Đó, các bạn nhỏ đi cắm trại mà có thảm thực vật xanh nè. Môn nữa nè. Trên thì bầu trời rất là xanh luôn đó. Đó, bữa nay các bạn nhỏ đi cắm trại ha. Có mấy con vật ở đây. Sắp xếp mấy con vật ở đây hả các bạn. Rồi có một con khủng long này. Các bạn nhỏ hôm nay mình sẽ chơi trò nhắm mắt lại và đoán con vật nha. Bắt con vật và đoán nha. Nhắm mắt lại nè. Rồi con gì vậy? Con heo. Rồi bỏ vô giỏ. Đúng rồi. Ủa, nhắm mắt lại. Con gì vậy? Mình cắm trại. Khủng long. Đúng rồi. Đi mình làm gì? Đi mình có cây đậu bún nè. Bây giờ hai bạn đi cắm trại và hai bạn nấu ăn phải không? Hai bạn mấy đồ ăn nè. Đi con. Trứng với bánh bao hả? Rồi. Vậy gì nữa? Có bánh mì không? Con nướng mì hả? Đập vô. Đi mình cắm trại giờ mình ăn sáng nè. À, à khủng long đẻ trứng ha. Khủng long mẹ. Đẻ ra hai trứng luôn. Rồi mỗi bạn một trứng ha. Rồi mời các bạn ăn đi, bánh bao với trứng nè. Bánh mì nữa nè. Wow, ngon quá. Trời nè các bạn nhỏ à, đang làm đồ ăn sáng nè. Đa bạn nè, bạn nấu gì rồi? Bạn nấu món gì rồi? Nướng nướng đi, nướng mì đi. Nướng mì. Ờ bạn cuốn đảm đang quá. Cưng chưa? Rồi nướng mì chín chưa con? Chín chưa? Rồi, bỏ ra. Chiên trứng vô. Rồi. Bà Nam. Rồi, bạn xay tiêu hả? Rồi, xong bữa ăn sáng chưa? Nhanh đi. Tường vô nha. Rồi, xong chưa? Đói bụng quá à. Xong chưa các bạn? Cuốn rồi, cô bé Nam ăn bánh bao ha. Ngon không? Ăn sáng ở ngoài đi cắm trại ở trong rừng ngon quá ha. Chúc các bạn có bữa ăn vui vẻ nha. Rồi ăn xong rửa đó, rửa xong rồi mình úp vô cái giỏ đi, úp vô giỏ đi. Hôm nay các bạn nhỏ đi cắm trại nè các bạn cả nhà. Hôm nay các bạn nhỏ đi cắm trại ở ngoài cái tưởng tượng đi là ở ngoài trong khu rừng nha. Cắm trại ở trên khu rừng nè. Bữa nay bầu trời rất là đẹp luôn. Trong xanh nè cả nhà. Các bạn nhỏ đem theo các con vật, có cây mãng cầu na nha. Rồi đây là có các con vật nè. Đó các bạn sắp các con vật chơi nè cả nhà ơi. Đó. Và cái bàn các bạn. Cái bàn các bạn ăn sáng. Các bạn ăn xong thì bây giờ hai bạn nằm ngước lên nhìn trên bầu trời. Chàng ơi, bầu trời ơi là đẹp à. Bạn nhỏ, hai bạn đang làm gì vậy? Đi cắm gì? Cắm trại đâu? À, wow, ở trong vườn ha. Nó bụng quá hả? Rồi bây giờ mình lấy ra mình nấu ăn phải không? Đúng rồi, bây giờ mình lấy đồ ra mình nấu ăn sáng nha. Wow, hôm nay cắm trại thời tiết rất là đẹp luôn. Chúc các bạn có một ngày cắm trại thật vui vẻ nha. Nhỏ, hôm nay hai bạn đi đâu vậy? Đi đâu? Đi cắm trại. Cắm trại ở đâu? Cắm trại ở trong vườn. Con thích không? Thời tiết thật là tốt không? Trời đẹp không? Chúc hai bạn cắm trại vui vẻ nha. Vậy hả cốt? Giờ con nấu món gì vậy? Nấu món gì vậy? Trời ơi, rồi sai gì bỏ vô vậy? Tinh cải với phô mai. Có chân cút không?
Má Hai thích trứng cút, có cho má Hai hai trứng. Em ra. Ừ. Hai bạn đang làm gì vậy? Đang xay tiêu. Xay tiêu kho cá hả? Ừ. Kho cá. Kho cá gì? Kho cá lóc. Bạn Nam ơi. Kho quéo quéo nha, bỏ tóp mỡ vô nữa nha. Bỏ cái gì? Tóp mỡ vô nữa cho ngon nha. Ra ngoài vườn hái gì vậy? Đậu đó là đậu gì? Đậu. Bỏ vô đây kìa, đậu gì? Đậu bún. À, đậu bún là đúng không? Đậu bún nó dài ha. Hái được mấy cọng vậy? Được 2 cọng mà. Đếm lại coi, đếm lại coi. 1 nè, 2 nè, 3 nè. 4 5 6 nè. Rồi, bạn hái rau gì nữa đây? Rau tần về lá. Với lá quế nè. Bạn làm món gì vậy? Làm canh chua. Trời, hai bạn nấu canh chua ăn đi. Ngon dữ nha. Béo nha. Ừ. Mình sẽ làm món đậu bún xào. Mình lột sao đây? Béo. Mình lột sao? Hiểu không? Em cũng biết rồi, phải lột cái này. Chua chia hết nữa. Ừ. Hai bạn nhỏ đang làm gì vậy? Để đậu bún. Làm món đậu bún xào phải không? Ừ, đậu bún xào. Ừ. Với lại canh chua hả? Ừ. Ngon dữ nha. Nấu cơm chưa? Rồi, chưa. Đã đến giờ. Ừ, dạ đi. Hay, dục đi. Ôi, hai cái luôn cho Nam nè. Nè, hút má nè. Đây nè. Đâu vậy hả anh Nam? À, bạn đã đi cắm trại xong rồi, bây giờ các bạn sẽ thu gom các cái con vật vô và các bạn dọn dẹp chỗ này và chúng ta sẽ cùng đi về nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày trải nghiệm thật là vui vẻ ha. Tạm biệt các bạn nhỏ nha.